ngày 12 tháng 1, Quận ủy quận 3 tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Lê Văn Triết, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến dự và trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định cuộc đời, sự nghiệp và quá trình cống hiến của chú Tư Triết là vô cùng phong phú, khó kể hết với hơn 80 năm theo cách mạng, trong đó 75 năm tuổi Đảng. Huy hiệu cao quý 75 năm tuổi Đảng trao đến đồng chí Lê Văn Triết chính là sự ghi nhận xứng đáng đối với đồng chí. Chú Tư Triết chính là một trong những người tham gia đặt viên gạch đầu tiên cho việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Là người cộng sản trung kiên, mẫu mực, liêm chính, khiêm nhường, giản dị, luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết, hết lòng phục vụ Tổ quốc, nhân dân, có lối sống chân thành, gần gũi, lạc quan, được đồng chí, đồng đội, đồng bào kính phục, yêu quý. Trong buổi lễ âm cúng và đầy ý nghĩa, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc đến chú Tư Triết và gia đình luôn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc. Đồng thời bày tỏ tin tưởng đồng chí Lê Văn Triết luôn là chỗ dựa, nguồn động viên tinh thần cho thế hệ trẻ noi theo. Mong muốn chú Tư Triết tiếp tục đóng góp công sức cho Đảng, cho đất nước và thành phố Hồ Chí Minh thân yêu này ngày càng phát triển hơn. Dịp này, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm cấp ủy chính quyền các cấp thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi Đảng. Qua đó giúp các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng có thêm nhiều thuận lợi trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi theo.